Chào các em, chúng ta bắt đầu một cái môn học mới có tên là kiến trúc máy tính và hợp ngữ. Thì để cho thuận tiện cho các em học cái môn học này đó, cũng giống như các môn học khác, thì tôi sẽ làm cái phần giới thiệu tổng quan về môn học. Đoạn đầu này đó thì nó sẽ có những nội dung như sau. Thứ nhất là nội dung mà các em sẽ được học trong chương trình của môn học. Thứ hai là tôi sẽ nói về tài liệu tham khảo cũng như là các cái textbook, rồi việc chuẩn bị cho các bài thực hành và cái việc kiểm tra đánh giá môn học. Trước tiên là nói về nội dung học tập. Về nội dung học tập đó thì theo như cái tên của môn học thì các em thấy là chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta học về kiến trúc máy tính. Và nội dung thứ hai là sẽ học về học ngữ, là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp. Về phần kiến trúc máy tính thì chúng ta sẽ được nói về các cái nội dung như sau. Thứ nhất là trước hết là chúng ta sẽ phân biệt là thế nào là kiến trúc máy tính và thế nào là tổ chức máy tính. Vì lát nữa các em sẽ thấy là trong cái cuốn sách, trong các cái tài liệu tham khảo, textbook đó, thì chúng ta có một cái cuốn sách đó là Computer Architectures and Organizations, tức là kiến trúc và tổ chức máy tính. Như vậy nó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và nội dung của môn học thì chúng ta chỉ học về kiến trúc máy tính thôi. Như vậy thì mình phải phân biệt rõ thế nào là kiến trúc, thế nào là tổ chức. Và như vậy là chúng ta chỉ học về kiến trúc, có nghĩa là chúng ta sẽ học những nội dung nào thôi. À, về mặt kiến trúc máy tính thì chúng ta sẽ học những cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày được những cái thành phần cơ bản của máy tính và quan hệ giữa các thành phần đó. Thành phần cơ bản của máy tính, thí dụ như là bộ vi xử lý này, bộ nhớ, rồi thiết bị ngoại vi, tức là thiết bị nhập xuất, và cái hệ thống kết nối hay chúng ta gọi là bus. Quan hệ giữa các thành phần đó, tức là khi mà kết nối thành phần như vậy thì nó xảy ra, nó có những cái vấn đề gì. Rồi chúng ta biết là máy tính thì trọng tâm là bộ bộ trung tâm của máy tính, đó là bộ vi xử lý. Và bộ vi xử lý thì tốc độ xử lý nó rất nhanh, nó chạy rất là nhanh đó. Những cái thiết bị ngoại vi xung quanh, ví dụ bộ nhớ, ví dụ như thiết bị nhập xuất hoặc là hệ thống bus chẳng hạn, thì nó dùng kết nối cái thiết bị đó. Thì bản thân CPU rất nhanh nhưng mà bộ nhớ thì nó không nhanh như vậy. Hoặc nếu bây giờ đẩy cái bộ nhớ nó nhanh lên thì cái hệ thống bus nó phải nhanh. À, tuy nhiên hệ thống bus nó nhanh thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra. À, chính vì vậy cho nên là trong cái môn này khi mà học á, thì chúng ta sẽ hiểu được là ngoài cái chuyện là làm cho CPU nhanh thì người ta phải giải quyết được cái vấn đề tương quan giữa các thành phần trong máy tính, và người ta phải chấp nhận một cái chuyện là gì, bộ nhớ có thể chậm hơn, CPU nhanh hơn, tuy nhiên người ta sẽ tìm cách giải quyết cái không tương đồng đó để làm sao cho cái hiệu năng của hệ thống vẫn là tốt nhất. Vấn đề thứ ba mà chúng ta được học trong cái phần này đó, đó là nói là máy tính nhanh, như vậy thì nhanh cỡ nào, nhanh cỡ nào, hệ thống 2 nhân thì nhanh hơn 1 nhân chỗ nào, 4 nhân thì nhanh hơn 2 nhân chỗ nào. Và để cải thiện tốc độ hệ thống khi chuyển từ hệ thống, khi tôi tăng xung nhịp lên chẳng hạn, thì bộ nhớ nó sẽ nhanh, tuy nhiên nhanh ở mức độ nào thì chúng ta sẽ có cái phần chúng ta đánh giá được. À, một cái nội dung nữa chúng ta cũng được học trong phần này, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên lý hoạt động của máy tính ở mức độ sâu nhất, đó là các vấn đề về chu kỳ lệnh và các cái chạy chế ngắt ở trong máy tính. Chúng ta cũng được học về bộ nhớ cache cho các em làm cái phần thuyết trình của các nhóm. Trong phần kiến trúc thì chúng ta cũng học về tổ chức thanh ghi của bộ vi xử lý x86 và x64. Thế thì thế nào là x86, thế nào là x64 thì chúng ta sẽ nói về ở trong cái nội dung của môn học này. Đó là những nội dung mà chúng ta sẽ được học ở trong phần thứ nhất, tức phần kiến trúc máy tính. Cùng cái nội dung số 5 chính là cái nội dung mà nó tạo tiền đề để chúng ta có thể học, chúng ta có thể hiểu được cái phần thứ hai, tức là phần về học ngữ. Trong phần học ngữ đó thì các em đã biết là học ngữ thì ngay khi mà chúng ta bắt đầu học về 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 công nghệ thông tin thì chúng ta giới thiệu chúng ta đã giới thiệu về các loại ngôn ngữ lập trình. Thì chúng ta nếu mà phân về mức độ gọi là gần máy tính hay gần máy tính hơn hay là gần người dùng hơn á,
thì chúng ta có hai loại ngôn ngữ lập trình, đó là ngôn ngữ lập trình cấp thấp và ngôn ngữ lập trình cao. Thì từ trước đến giờ thì hầu hết là chúng ta được học về ngôn ngữ lập trình cấp cao, thí dụ như là Pascal, thí dụ như là C, thí dụ như là Java. Đó là những cái ngôn ngữ mà người ta về mặt hình thức ấy, thì người ta thiết kế nó bằng các cái từ khóa, bằng các cái cú pháp mà nó gần giống với cách diễn đạt trong ngữ tự nhiên. Mục đích là gì? Là để cho người lập trình á, người ta tiếp cận ngôn ngữ dễ dàng và người ta có thể dễ dàng sử dụng các công cụ đó để người ta diễn đạt cái thuật toán của mình. Ở môn học này thì chúng ta bắt đầu làm quen với một cái ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ cấp thấp, cái ngôn ngữ mà gắn liền với tập lệnh của bộ vi xử lý. Thì khi học cái môn học này đó, thông qua cái phần thứ nhất tức là phần kiến trúc, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên lý vận hành của bộ vi xử lý, của máy tính, của bộ vi xử lý. Và thông qua cái nguyên lý vận hành đó thì chúng ta sẽ biết được là các cái lệnh mà máy tính nó có thể thực hiện được như thế nào, và nó sẽ cụ thể hóa tất cả những cái lệnh mà chúng ta đã được học hoặc đã được lập trình ở trong ngôn ngữ cao. Tôi lấy ví dụ như là ở ngôn ngữ cấp cao thì thí dụ như các em muốn trong ngôn ngữ C chẳng hạn, chúng ta muốn nhập dữ liệu vào thì chúng ta dùng CI, muốn nhập xuất dữ liệu chúng ta dùng CL, đó là đối với object C cộng cộng. Còn nếu như chúng ta lập trình bằng C, ngôn ngữ C thuần á, thì chúng ta sẽ C chuẩn á, thì chúng ta sẽ có nhập input thì chúng ta có thể dùng scanf, và chúng ta get string, get s, in ra thì chúng ta dùng printf. Nhưng mà chúng ta đã biết là thực ra printf hay là get s thì thực ra nó cũng là một cái hàm, và để thực thi được cái hàm đó thì bản thân ngôn ngữ C nó phải gọi những cái hàm ở cái mức thấp hơn đó. Thì cái hàm ở mức thấp hơn đó nó chính là các lệnh bằng ngôn ngữ máy đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ học những cái lệnh mà nó thấp hơn nữa so với những lệnh mà chúng ta đã biết trong ngữ. Thế thì khi học về một cái ngôn ngữ lập trình đó, thì nó cũng tương tự như là chúng ta đã học Pascal hoặc chúng ta học C, thì chúng ta sẽ chọn một cái ngôn ngữ để học. Và nếu như trong ngôn ngữ cấp cao chúng ta có rất nhiều loại ngôn ngữ, Pascal, C, Basic, Java, Python, vân vân, thì trong ngôn ngữ cấp thấp thì chúng ta chỉ có một loại thôi, đó là hợp ngữ. Thì có hợp ngữ của Microsoft hoặc là MASM hoặc là Fast Assembly Language, FASM. Chúng ta cũng có một cái loại hợp ngữ cũng rất là phổ biến là Network Assembly. Và chương trình của mình thì mình sẽ học cái ngôn ngữ này. Vì sao? Vì cú pháp nó đơn giản. Và đây là cái một cái hợp ngữ mà được rất là nhiều sách khi người ta minh họa người ta sử dụng. Đó là lý do tại sao ta học. Thì khi học hợp ngữ thì chúng ta cũng học những cái nội dung, đó là thí dụ như là học về cấu trúc chương trình, chúng ta học về những thành phần cơ bản, chẳng hạn như khai báo hàng, khai báo biến, khai báo các phân đoạn, rồi nói chung là khai báo dữ liệu và cái cách biểu diễn dữ liệu ở trong cái ngôn ngữ đó, số nguyên biểu diễn làm sao, số thực biểu diễn làm sao, vân vân. Đó là về cú pháp của ngôn ngữ. Sau khi nói về cú pháp ngữ xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái tập lệnh của bộ vi xử lý để chúng ta thực hiện những cái yêu cầu rất là cụ thể. Và ngoài ra thì chúng ta cũng học về cách viết các chương trình sử dụng module, tức là chương trình mà có dùng trình con đó. Thì trong hợp ngữ chúng ta có khái niệm là macro và function. Thì trong cái quy ước gọi chương trình con thì nó cũng khá là phức tạp, tức là nó có một khái niệm gọi là stack frame và khái niệm gọi là gọi hàm. Thì gọi hàm ở đây là chúng ta gọi hàm. Về tài liệu tham khảo thì chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn tham khảo như sau. Thứ nhất là cái bài giảng của tôi, chính là cái bài giảng này thì tôi sẽ đưa lên mạng cho các em. Về sách giáo khoa textbook thì cái cuốn sách chính mà chúng ta sẽ sử dụng trong phần hợp ngữ, xin lỗi, trong phần kiến trúc máy tính, đó là cái cuốn sách số 1 của William Starling. Cuốn sách này thì tôi có đề nghị thư viện mua và các em có thể mượn để các em photo hay gì đấy. Tuy nhiên tôi cũng cung cấp cho các em một cái bản bản mềm của cuốn sách này. Cho nên nếu mà các em cần thì chúng ta có thể lấy cuốn sách đó để ta đọc.
chúng ta cũng không cần phải mượn thư viện, tại vì cái cuốn này thực ra là nếu mà in ra thì nó khá là dày. Để phục vụ cho cái phần hợp ngữ đó thì các em có thể tham khảo cuốn thứ hai, là cuốn lập trình hợp ngữ bằng NASM và sử dụng Ubuntu, trên Ubuntu. Về môi trường thực hiện lab thì chúng ta có thể sử dụng cái môi trường online bằng cả, cùng bằng cách truy cập vào hai cái link tôi cung cấp các em ở đây. Tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện trên máy tính của mình bằng cách là sử dụng một cái máy ảo Ubuntu. Cái máy ảo này tôi cũng cho sẵn một cái link chỗ này, và các em bấm vào đây thì chúng ta có thể tải về. Ý là cái máy ảo này thì các em có thể tự cài cũng được. Nếu các em nào thích tìm hiểu cách cài Ubuntu thì các em có thể cài. Nhưng mà sau khi cài xong thì nhớ là cài thêm NSM, cài GCC và cài GDB. NSM là cái trình biên dịch học ngữ. GCC là trình biên dịch của ngôn ngữ C. Vì ở đây là chúng ta có thể là gọi C từ hợp ngữ hoặc là gọi hợp ngữ từ C. Cho nên chúng ta dùng GCC. Ngoài ra GDB là cái công cụ dùng để gỡ rối. Nếu như trong ngôn ngữ cấp cao các em gỡ rối chương trình thì trong các cái chương trình, trong cái công cụ lập trình ấy, thì các em thấy là chúng ta luôn luôn có cái menu debug để chúng ta gỡ rối. Tuy nhiên trong khi mà lập trình thuật ngữ chúng ta không có cái công cụ như vậy, mà chúng ta phải dùng những công cụ thô nhất, đó là GDB. Tức là chúng ta sẽ load chương trình nó vào bộ nhớ, rồi chúng ta có thể quan sát bộ nhớ chúng ta chạy từng bước. Tất nhiên là khi đó thì chúng ta chạy ở mức độ mã máy thôi. Về kiểm tra đánh giá thì thang đánh giá là thang 10, và kế hoạch đánh giá thì như mô tả ở đây, chúng ta sẽ có 20% điểm điểm quiz, và như vậy là chúng ta sẽ có 3 bài quiz, một bài quiz sau chương 0 và chương 1, một bài quiz sau chương 2, 3, 4, một bài quiz sau chương 5, 6, 7. Chúng ta sẽ có một số phần trong trong chương trình thì chúng ta có bài tập. Thì bài tập chúng ta sẽ có 10 điểm 10%. 5% là điểm cộng, tức là điểm cho các em có tham gia hoạt động trên lớp, tham gia sửa bài tập, tham gia xây dựng bài vân vân. Thì cái điểm này chiếm 5%. Ngoài ra thì trong nội dung chương trình thì nó có những cái nội dung mới, tuy nhiên không quá khó, thì tôi giao để cho các em thuyết trình nha. Thuyết trình thì nó sẽ có 15% như vậy. Toàn bộ cái điểm quá trình này chiếm 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Thì điểm cuối kỳ chúng ta có thể lựa chọn hoặc là chúng ta làm quiz hoặc là chúng ta làm chương trình, làm project. Đó. Thì cái việc này chúng ta sẽ quyết định sau. Thì đây là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta tôi muốn giới thiệu cho các em ban đầu, để các em biết là nó cũng là những cái quy tắc ban đầu để chúng ta có thể tuân thủ theo chúng ta thực hiện. Về đề cương chi tiết thì các em có thể tham khảo đề cương chi tiết tôi cung cấp trên LMS.